Hôm nay đây anh em chúng tôi có mặt tại đường Bùi Tự Toàn, quận Bình Tân để tiến hành tháo lắp một cái máy lạnh cũ đã hư rồi và thay thế vào đó là cái máy lạnh đời mới nhất GA 32 của Inverter hiệu Panasonic, mà trong những thương hiệu là phải nói là thuộc cái hàng mà nổi tiếng với lại độ bền là phải nói rằng là tương đối là khá là lâu, khá là tốt nha quý vị. Ở đây anh em mình đang tiến hành là đó bắt đầu gửi thư nóng lên ráp hết và gắn đồng hồ để đó và chiếc xe sử dụng chưa không đó thì anh em sẽ tiến hành lùi trong để mà tiến hành lắp đặt cái cục nóng đâu đó, phải gia cố cho thật là kỹ. Độ thẩm mỹ phải đạt yêu cầu và độ kỹ thuật cũng phải đạt yêu cầu luôn, bắt đầu mới tiến hành. Đây là cục lạnh của nó là quý vị, cái đời mới nhất là XBU9K chiều nay nhất là 32 nha. Và đây tiến hành ở trong cái khu biệt thự, theo cái nhà biệt thự ở cái Bùi Tự Toàn của Bình Tân. Đây chúng tôi đang tiến hành làm, anh em đang trên đó làm. Và quý vị nào mà có nhu cầu mà muốn mua các sản phẩm máy lạnh, máy giặt, kể cả tủ lạnh mà hàng chính hãng, tất cả đều là hàng hãng và có giấy tờ bảo hành xuất xứ hân hoi cho quý vị, có thể liên hệ với mình ở số điện thoại ở dưới màn hình.